nay mình sẽ nấu món chè chuối chưng với lại khoai lang. Thì để nấu món này thì mình sẽ có chuối, mình sẽ có khoai lang, mình sẽ có bột bán, mình sẽ có nước cốt dừa. Thì đầu tiên hết á là mình sẽ có 1/3 cup bột bán, mình ngâm ở trong nước cho nó nở ra khoảng chừng 15 phút. Rồi mình lấy một cái nồi, mình cho vào đây 1 lít nước lạnh, quậy đều nó lên. Thì mình sẽ quậy cái bột bán này ha, cho đến khi mà mình thấy nó bắt đầu nó trong trong ra rồi đó, thì mình sẽ chuẩn bị mình cho chuối vào. Thì để nấu chè chuối á, ở đây á Ngọc Lan dùng khoảng 7 đến 8 trái chuối sim mà vừa chín, đừng có chín rục quá mà cũng đừng có sống quá. Thì sau đó mình lột vỏ rồi mình ngâm vào trong một cái tô, cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối, mình bỏ chuối vô, mình ngâm khoảng chừng 15 phút. Sau đó thì vớt chuối ra và mình sắc thành từng cái miếng xéo xéo như vậy. Một trái mình sắc khoảng thành 3 miếng cho nó vừa ăn nha. Xong rồi sau đó đó mình ướp vào trong này á 2 muỗng cà phê đường, trộn đều lên. Đó, xong rồi bây giờ cái bột bán này nó trong rồi thì mình cho cái chuối vào đây. Đó, quậy đều nó lên. Rồi, cho chuối vào rồi á thì mình cho, mình dùng một lon nước cốt dừa ha. Một lon nước dừa quậy đều lên. Nãy này á là 1/3 cup đường. Nấu chè chuối á thì mình không có cần nhiều đường lắm. Đó, thì mình cứ quậy cái này cho nó đều để cho nó đừng có khét cái bột bán. Ha, thì trong khi đó đó mình sẽ dùng khoai lang để mình nấu. Thì khoai lang á, trong với cái lượng này thì mình dùng khoảng 2 củ khoai lang, tức là khoảng nửa ký khoai. Rồi xong rồi sau đó mình gọt, mình ngâm trong nước lạnh, rồi cắt miếng vừa ăn ha. Rồi khi mà mình quậy cái này một hồi á thì mình cho vào thêm để cho nó đậm đà đó, thì mình cho thêm vào đây khoảng chừng nửa muỗng cà phê muối, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối ha. Quậy lên. Rồi xong rồi á, ở đây là khoai lang, như hồi nãy nói mình dùng khoảng nửa ký khoai lang, mình cắt thành miếng vừa ăn. Xong khi mà cắt xong rồi á thì bỏ vô trong cái dĩa hoặc cái tô, mình wrap nó lại và mình bỏ vào trong microwave 3 phút ha, thì nó sẽ được như thế này. Rồi mình cho vào trong cái nồi này, mình chờ nó sôi lên rồi mình nêm nếm lại. Nếu mà nó lạt quá thì mình có thể mình cho thêm đường, mình muốn nó đậm đà thì mình dặm thêm một chút xíu muối. Thì cái này đó là mình cho chè nó sôi lên thì mình nêm lại. Như hồi nãy thì Ngọc Lan thấy nó hơi lạt một chút thì mình cho vô thêm vài ba muỗng cà phê đường nữa, với lại thêm một chút muối cho nó đậm đà. Thì nó sôi lên là chè chín rồi, thì mình tắt lửa và mình múc ra mình ăn. Cái chè chuối này á, cần có thêm đậu phộng rang để lên trên sẽ rất là ngon. Nhưng mà hôm nay này hết đậu phộng rang rồi, cho nên là coi như là mình không có phần đó. Rồi bây giờ mình múc ra nha. Thì thấy lúc nóng nó hơi có vẻ nên nó hơi lỏng, nhưng mà không sao hết, cái này mình hồi nguội á nó sẽ đặc lại, cho nên nếu mình nấu đặc quá đó thì hồi nó đặc quéo lại hết đó, thì nhìn nó không có ngon. Thì đây là món chè rất là dễ ăn và cũng rất là dễ nấu.